môn đăng hộ đổi với sự góp mặt của các nghệ sĩ Trung Rùi, Vân Dung, Quang Thắng, Thanh Thanh Hiền và nghệ sĩ Xuân Hinh. Nhà em nay có việc quan trọng lắm các bác ạ. Này, đi đâu? Ta hỏi đếm tiền. Đi đâu? Đi chợ. Ôi trời ơi, cô giáo đấy. Gớm. Ngày nào chả đi chợ cái giờ này. Ông cứ làm trò, cứ như là không biết gì hỏi hỏi. Đi đâu? Đi này, này. Vào đây đi bảo. Vào đây. Đấy, cô giáo. Này. Ôi. Thế bà có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Hôm nay là ngày bao nhiêu không? Ngày 28 tháng 12. 28. Sắp hết năm đến nơi rồi. Thôi để em đi chợ. Này. Ơi. 28 với tháng 12 đó là ngày gì cô biết không? Ngày gì? Không biết gì à? Ngày cuối năm. Hôm nay là bố mẹ của cái thằng Phi Tiêu. Ờ. Nó đến nhà mình. Tiêu nào? Phi Tiêu là cái thằng mà bị con gái nhà mình nó chăn, nó lừa mãi đi xong rồi yêu nhau đấy. Hôm nay bố mẹ nó đến, hôm nay là ra mắt. Ôi trời. Ôi trời ơi, mình ơi. Này, tại sao em biết sao nhỉ? Em chuẩn bị cho cái ngày này kỹ như thế mà không hiểu làm sao em có thể quên. Khổ nó bao nhiêu thứ rồi. Em chuẩn bị. Mẹ hết em vị được... cáu bẩn. Này, điên. Em hết sắp vị. Được mặc cái váy mà em thích rồi. Này. Ơi. Vào chuẩn bị. Chuẩn bị quần áo đó. Đẹp để đó. Nhà dài. Ôi trời ơi. Ôi trời. Chuẩn bị. Đâu rồi? Đồ đạc các thứ. Đâu? Ôi giời ơi. Đi dịch ra đây. Ôi giời ơi. Lượn gì lượn kinh thế hả? Thay đồ đi. Thay đồ đi. Tôi còn đang chờ. Chờ gì? Chờ nó mang quần áo đến. Ôi trời chết. Ông đặt cắt may đấy à? Thế sao ông lại thế? Nhà không có tiền, sao ông lại làm cái chuyện đấy? Hả? Có sao lại cắt may? Có tiền cái con cổ tiền. Mà đặt cắt may, mẹ đi thuê. Thôi mấy ơi! Đấy, nó mặc gì đấy. Thằng này đúng hẹn hết vậy. Đấy rồi. Hôm nay tao có việc quan trọng đấy. Đâu cô ạ? Hả? Bác ơi, cháu bảo. Đây nhá, cháu để hết trong này rồi. Trong này là rất... nhiều bộ, hai ba bộ gì đấy. Bác mặc bộ nào bác mặc. Còn thừa đâu bác cứ để đấy. Tí cháu đến cháu lấy. Này quý lắm cho mới cho mượn. Bình thường là cháu cho thuê đấy nhá. Thì bác cảm ơn con nhá. Vâng. Với cả nhớ là cháu đi gom về cháu cho bác mượn. Nên là đúng 2 tiếng bác phải trả cháu. Không đến. Tao tiếp chỉ hơn tiếng thôi. Không đến 2 tiếng. Chắc nhá. Không là người ta thịt cháu đấy. Cháu đi mượn đấy. Yên tâm. Thế nhá, cháu về đây. Này, ra cô bảo. Dạ. Mày ở xóm nào mà con nhà ai nhỉ? Sao trông quen thế? Cô ơi, thế cô không nhớ con à? Hả? Ở đâu? Con là học sinh cũ của cô. Học sinh cũ mà. Mày học cô cấp 1 à? Cô thôi chết rồi. Con cũng chỉ học cấp 1 thôi, con có học cấp 2 đâu. Quen quá. Thằng Trung hả? Vâng. Ngày xưa mày nghịch nhất lớp rồi. Thằng này. Thế bây giờ làm ăn thế nào? Dạ, bây giờ con làm ăn cũng được. Nghề của con cũng gọi là oách oách. Vâng, nhưng mà cái nghề đó nó lạ lắm. Thế thôi cô cảm ơn nhá. Dạ vâng ạ. Thôi nhanh. Vâng ạ. Còn cái gì nữa? Dạ, còn dặn này, dặn một lần nữa cho nó chắc. Nhớ là 2 tiếng là con đến lấy nhá. Thằng nó bảo không đến, mày buồn cười, thằng cười. Trông không tin được. Cô ơi, thôi cô cứ nhớ cho con nhá. 2 tiếng nữa. Vâng. Được rồi, 2 tiếng thôi. Thôi kiểm tra lại một lần nữa này. Cùng nhắc này. 2 tiếng. Được rồi, nhớ cho con nhá. Nhớ rồi. Vâng. Ông ơi. Khớp nắm chuyện, cứ cho mượn phải một quần áo nắm chuyện. Ông thay quần áo đi để tôi biết cũng bảo tôi thay cái váy này đây này. Mặc luôn đây. Ôi, tôi là tôi mê cái váy này lắm đây này. Ôi giời ơi. Ôi mẹ sao lại cho cái sao tôi. Ông ơi. Này. Hả? Thế mới biết là tôi tinh thật. Cái vở Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn ấy. Tôi mượn xứ nó cái váy của Nàng Bạch Tuyết tôi mặc đây này. Ông thấy không? Úi giời ơi. Úi giời lượn, úi giời. Úi giời. Úi giời. Mẹ cứ đuổi vòng tôi làm gì này, chóng mặt bố mẹ. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Thôi.
Mẹ Thiên Nga dễ chết. Chắc đau lắm phải không? Đây. Đã bảo là không soạt được. Hôm nọ người ta đi cái xe cao người ta soạt không? Cái háng này đau mấy ngày thế này. Đỡ tôi dậy. Thì chân thì giờ cứng thế này còn nhảy nho nhảy nhót vỡ cha nó cái đầu gối rồi đấy. Ui giời ơi, tôi đã. Không hiểu làm sao nhá. Sao mẹ còn sợ. Cứ mặc cái váy này vào một cái là chỉ thích nhảy thôi. Để xem nào. Xem cái gì? Ông mặc cái kiểu gì mà nó lung ta lung tung. Lung tung gì? Sao có vẻ túm thế? Nó bị hơi bị rộng tí. Thế chứ làm cái nào mà. Thế có nào không? Có an toàn không? Cũng tạm tạm. Thì mở cái tay, bỏ tay ra xem nào. 1, 2, 3. Kết mẹ. Buộc nó vào. Buộc chặt vào. Đây. Này, ông làm thế nào thì làm nhá. Đón nhà trai mà đứng trước mặt mẹ chồng của con gái mình. Ừ. Mà ông tuột ra một cái như thế nhá. Ừ. Thật là không biết giấu mặt vào đâu đâu đấy nhá. Tôi biết rồi. Đấy. Ừ. Chặt chưa? Chặt rồi. Này, nói thật nhá. Chẳng qua vì bọn mình nghèo quá. Tôi khen là khen khích lệ ông thế thôi. Chứ ăn mặc thế này, nó linh tinh lắm ông ạ. Toàn đầu đi mượn bà. Nhưng mà thôi, tất cả là vì con gái mình. Con gái ơi, bố mẹ tất cả là vì các con đấy. Con mình lớn rồi, lấy chồng là xa con thôi. Từ ngày bé miệng con cười lớn lên từng chú thấy mọi gian nan bỗng hóa mây mai con nó về làm sâu nơi xa còn ai nói cười vui nhà còn ai là chỗ dựa còn lại ai ta lặng nghẹn con đi theo bước cùng chồng vậy còn hơn nuôi con gái ấy trong nhà con ở bên chồng có còn niềm vui không con nhà người khác làm sao biết để vuông tròn mai lỡ con buồn nhớ quay về bên bố bố mẹ nơi đây vẫn nhớ con đêm ngày nước trôi xa buồn có thương về chốn cũ bố mẹ nơi đây vẫn nhớ hai vợ chồng nhà điên nào đi xe máy đua xe sao kìa đấy chết như ngoé được vẫn không chừa bảo nó đi bảo làm sao được còn chào thế nào nữa thì gặp không chào thì cứ lao phập vào chào thôi. Chào bình thường thôi cứ chào bình thường. Xin lỗi ông bà tay bẩn quá sao ấy nhỉ bà xem có cái rẻ ở trên yên xe quá nó lau tay làm chó chứ có cái rẻ nào đã bảo rồi ở nhà có cái xe đạp mini thì lấy đi cứ sĩ diện đòi đi xe máy ông bà gì nhà mình có cái rẻ lau nào vứt đi không cho tôi xin một mẩu tôi lau nhờ cái tay ấy. Nhà không có rẻ lau không có rẻ sách nhà bà. Này làm gì có rẻ lau bà
Bà không có cái gì gọi là rẻ lau ở nhà này. Đây có cái áo mới tinh của tôi đây. Ừ, đây. Đây xin mời hai bác. Trời đây. Bà hãy một tủ quần áo, tôi một tủ. Vô tư đi. Ngoài tiền ta không có gì hết. Ôi dồi ôi. Vô tư đây, vô tư đây, vô tư đây. Hỏi hỏi ông ấy xem mà ngoài tiền ta không có gì hết. Thưa ông bà bên đấy. Dạ. Dạ. Hôm nay. Dạ. Là vợ chồng em sang đây thì. Ôi dồi ôi. Bác có cái áo đẹp quá. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Như nhạc trưởng ấy nhỉ? Ừ. Như nhạc trưởng. Phải như nhạc trưởng. Ờ, báo cáo mấy này cô chú là tôi là hiệp sĩ ạ. Hiệp sĩ. Nhà tôi là hiệp sĩ bóng đêm. Bác ơi, em trông bác giống con bọ ngựa quá. Hiệp sĩ đấu bò. Không biết nó khen hay nó chửi mình. Em lại cái nón cái. Ôi dồi ôi. Đấy, ôi dồi. Ôi dồi ôi. Bác gái có cái mũ đẹp quá. Thích bác quá. Đội cái mũ này vào nhá. Mà ngồi lên xe máy em đèo nhá. Bảo đảm cả Hà Nội là trầm trồ luôn. Ôi, tôi thích lắm. Tôi thích đi xe máy lắm. Vâng. Ê, thưa hai bác. Ừ, nói đây. Thì em sang đây em thưa chuyện với hai bác thế này. Vâng. Dạ vâng. Em là phụ huynh của cháu Phi Tiêu. À biết và rồi. Và hai bác là phụ huynh của cháu Hồng Tâm. Hồng Tâm, đúng rồi. Hồng Tâm. Sau thời gian tìm hiểu thì hôm nay cháu Phi Tiêu quyết định đâm thẳng vào Hồng Tâm. À đúng rồi. Thôi quá, nhà tôi cũng mong như thế. Nhà tôi cũng mong như thế. Rất mong. Dạ vâng. Hai bác ơi, hai bác cho tôi hỏi tí. Này thế thông ra tôi sang đây cũng phải mời ngồi chứ nhỉ? Nhà riêng về cái khoản ngồi thì tôi xin thưa thế này. Thế nào? Nhà tôi mới xây xong một cái nhà ở ngoài mặt tiền, ở ngoài mặt đường kia kìa. Thế này, ba mặt góc, ba mặt tiền nhá. Ba mặt tiền. Ba mặt đường. Ba mặt tiền. Ba mặt đường. Kinh quá. Ôi, mặt góc ấy. Thế là bao nhiêu bàn ghế giường tủ những cái gì của nhà tôi hiện ở đây chuyển hết ra ngoài kia rồi gửi hàng xóm sang bên nhà kia hết rồi mà lại chưa tìm được cái ngày tốt làm để mình nhập trạch cho nên không dám mời cô chú đến đây chơi. Mình tạm thời là mình gặp nhau ở đây thì thôi tạm nhá. Tạm tình cảm là chính thì còn thì ngồi nghiệp nhật thì mình ơi. Thằng Phi Tiêu nhà mình nhưng mà được vào nhà này nhá, đúng là chuột xa trứng gạo đấy. Nhà mình cũng giàu bỏ sử ông. Rốt cái gì mà hàng nhà mình. Ôi, nói thế thôi. Ông sao đây? Dạ, hai bác ạ. Thế bây giờ em có ý kiến thế này nhá. Thế bây giờ nhà mình thì là chưa chuyển về nhà mới được. Vâng. Thế thì em có ý kiến thế này. Thông cảm nhá, thông cảm. Thông cảm, thông cảm. Vâng, vâng. Bây giờ thế này. Thông gia là thông cảm với nhau. Em dựng cái xe này vào đây. Đấy. Bên kia là nhà hai bác. Vâng, nhà bên gái. Bên này là vâng, nhà trai là bên này. Em. Đấy. Thì coi như là ngăn cách ở giữa là cái này. Thế là coi như đây là cái bàn. Thế mình thưa chuyện mình méo đây. Phải tập duyệt đấy phải. Tập duyệt nhá. Nhà gái bên này. Tập duyệt. Kính thưa các cụ. Kính thưa công các bà. Dạ. Kính thưa toàn thể các cô bác chú dì. Thưa các cháu thiếu niên nhi đồng thân mến. Dạ, vỗ tay vỗ tay. Dạ chưa mà. Sao lại vỗ tay? Thế ông phát biểu không vỗ tay thì khổ quá. Đây là tập dượt mà. Sao lại vỗ tay đâu? Thế thôi đổi bên đi. Tập dượt thôi gì? Tập dượt này thế thì đổi bên đứng bên này mỏi lắm. Đổi bên thôi. Sang bên này đổi bên đi bên đi. Sao lại đổi bên lắm thế nào? Nuôi con mình vất vả lắm. Tiêu hóa kém khiến bé gầy yếu. Nhìn con chậm lớn mình rất lo. Được chuyên gia tư vấn, mình dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bioasimin cho con thấy hiệu quả. Được các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho bé biếng ăn. Mình cũng dùng Bioasimin cho con. Giới thiệu Bioasimin Gold mới, công thức cải tiến tăng cường bào tử lợi khuẩn và nấm men cùng các axit amin và khoáng chất giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ giảm rối loạn tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất. Giờ thì các con đã ăn ngon tự nhiên, khỏe mạnh và lớn nhanh mỗi ngày. Bụng khỏe, bé sẽ ăn ngon thôi. Bioasimin Gold, tiêu hóa khỏe, trẻ ăn ngon. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Điều hòa Nagakawa Inverter sử dụng vàng trao đổi nhiệt 100% ống đồng rãnh xoắn, chống ăn mòn nước biển, mái nén công nghệ biến tần, làm lạnh nhanh, tiết kiệm đến 40% điện năng, bảo hành 10 năm. Nagakawa, tiêu chuẩn của cuộc sống. Nồi cơm điện tách đường Nagakawa sử dụng công nghệ gia nhiệt mạnh trong thời gian ngắn, phân tách đường, tinh bột và carbon hydrate, sản phẩm có lợi cho người thừa cân, tiểu đường, huyết áp và ăn kiêng.
Nồi cơm điện tách đường Nagakawa. Cơm đi, sao đi. Nào là khi con khô da, con hăm ta, mẹ đều lo lắng. Nào là khi con ngưng ngay, khi mũi đốt, mẹ đều sốt sáng. Vì làn da của con mát mềm, vì làn da của con láng mịn, vì làn da con yêu mẹ dùng Skin BB. Nhờ Skin BB thảo dược lành tính, nhờ Skin BB an toàn cho bé, nhờ Skin BB da tươi sáng. Skin BB, diện mạo mới chạm tới yêu thương. Ngàn dặm hành trình bắt đầu từ một bước chân, hạnh phúc bền lâu bắt đầu từ những điều nhỏ bé, và ngôi nhà mơ ước của bạn cũng sẽ bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên. Gạch ốp lát cao cấp TTC, đẹp kinh tế trong từng đường nét, chất lượng thượng hạng ẩn chứa từ bên trong, bền vững mãi mãi cùng năm tháng. TTC, tiên phong công nghệ xanh Sacni Italia, tiêu chuẩn châu Âu, sự lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà mơ ước của bạn. TTC, nâng tầm kiến trúc Việt. Cuộc sống như những con sóng, lúc dữ dội, khi bình yên. Không sợ hãi, đầy đam mê, bạn bước đến, nắm lấy, tin tưởng, sẻ chia. Cùng chúng tôi tạo nên cuộc sống tươi đẹp. PTI, người bạn đích thực. Chân thành, stress, rượu bia, thức khuya nhiều làm tăng tích axit gây loét dạ dày, tá tràng. Nhưng đã có Yumachel thành phần Amagat 1g giúp trung hòa axit bao phủ niêm mạc dạ dày. Yumachel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày. Không dùng Yumachel cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Fukuda Nozomi chiết xuất 100% tảo nâu mô dư cử, giúp phòng ngừa ung thư, hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch cho người trong và sau quá trình hóa xạ trị, hạn chế tối đa tác dụng phụ của hóa chất. Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần quốc tế Nozomi Japan. Hotline 1800 6510, website fukudanozomi.vn. Fukuda Nozomi, đồng hành cùng cuộc chiến chống ung thư của bạn. Này, này, các bạn này. Không biết cái thằng Phi Tiêu nó có giống cái thằng bố nó không chứ? Sao? Trông hâm lắm thì con mình lại khó. Hai 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 bác đã hội ý xong chưa? Xong rồi, xong rồi ạ. Thế bác có ý kiến gì không ạ? Thế thì giữ bắt tay cái. Bắt tay à? Nhưng mà tay em bẩn. Em bẩn, em bẩn. Em bẩn không bắt. Bẩn không bắt ạ? Bẩn không bắt. Bẩn không bắt. Bắt tay, bắt tay. Bắt chứ, bắt chứ. Bắt tay, bắt tay. Bắt tay, bắt tay. Bắt tay bà dâu ra cái nào. Ê. Bảo cái gì ra đây? Bảo rồi. Dạ thưa hai bác ạ. Em có ý kiến này. Hey, sắp tới là đám cưới của hai đứa. Đúng rồi. Em chỉ xin một ý kiến rất nhỏ thôi. Cô nói. Là đề nghị bác làm sao mà cho cháu nó ăn ít ít thôi. Để cho ăn chế độ nào mà cho nó giảm cân. Em nói thật, hôm vừa rồi em cho nó đi cân đo đong đếm ấy mà. Nó chỉ nhảy lên, nó nhún một cái mà nó lên bao nhiêu nhỉ? 87 cân 5. Đấy ạ. 87 thì cũng bình thường thôi. Ôi trời ơi, cháu nhà tôi từ năm 12 tuổi nó đã 87 cân rồi. Ôi trời ơi, nó bình thường thôi, không có gây vấn đề gì. Này, này, nhưng mà tôi sợ là nó không cân xứng với thằng Phi Tiêu nhà tôi. Dạ đúng ạ. Thằng Phi Tiêu nhà tôi nó có 37 cân 5 thôi, cho nên là bây giờ ông bà phải giảm cân cho cháu nhá, thì là nó mới cân xứng đôi vừa lứa. Thằng đấy hơi yếu. Sợ lấy con mình về có khi nó nghèo không chịu nổi. Ừ, có khi nó lại không cân, có khi nó hay giật mình. Ờ. Xong rồi nó lại lên đến đỉnh đồi nó lại tụt đứt phanh. Thế không? Ông theo ông yếu thế nào? Nó yếu hay khỏe thì bà hỏi nó, cho tôi biết thì bà hỏi tôi. Thế buồn cười. Nó yếu thì hỏi tôi. Cô chú. Dạ. Ý kiến tôi thế này. Mà mẹ nào? Khổ với khỏe đấy này. Tôi nhất trí. Hay quá. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cho cháu Hồng Tâm ăn theo chế độ ăn kiêng. Để đảm bảo hạnh phúc của hai cháu và tình thân của hai gia đình. Sẽ làm một cái chế độ ăn kiêng cho cháu gầy đi để bảo đảm hạnh phúc. Thế đổi bên đi. Lại đổi bên. Lại đổi bên. Đổi bên. Mẹ đổi bên đi. Gấp đổi bên thì đứng bên này mỏi ông quá. Ông ơi ông. Ông. Gia đình tôi bảo này. Cái gì? Mẹ nhà này nó có thần kinh không ông? Làm sao suốt từ nãy giờ nó cứ đổi bên phòng phòng thế hả ông? Khổ quá, bà chả hiểu ý nhà người ta thế cả. Nó thế nào? Người ta muốn nhà mình vào
chỗ nhà người ta. Rồi. Nhà người ta lại vào chỗ nhà mình. Nó thế là thế nào? Thì có nghĩa là hai nhà như một đấy. À thế là tình cảm khăng khít hai nhà như một đấy. À? Ừ, đấy. Rồi, được rồi. À, thưa hai bác, em lại phát biểu tiếp ạ. Dạ, phát biểu đây. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa toàn thể hai họ. Vâng. Vâng. Hôm nay nhà em là đi đến đây ấy, là nhà em mang đầy đủ cơi trầu các thứ. Phè ra kia chơi, cứ mày lom xom quá Trung ạ. Ra kia chơi. Sao đấy? Cái gì đấy ạ? Vớ vẩn, chờ đến giờ đâu. Nhà cô đang có khách. Đang có khách. Sao ạ? Không sao. Đi ra ngoài kia, nhà cô đang có khách. Lom xom quá. Cái thằng này Trung nó quen quen mà. Tại sao cái lưng này Trung nó... Không. Cháu này nó học tôi hồi cấp 1 cho nên là các cô chứ nhìn thấy nó quen quen. Học sinh. Không có vấn đề gì nhá. Không có vấn đề gì. Thôi đổi chỗ đi. Lại thôi đổi chỗ đi, cứ mệt quá. Thôi đổi đi. Mẹ mệt quá. Làm sao nhỉ suốt. Dạ. Kính thưa các cô. Kính thưa các Sao đấy? Bà hỏi xem có hớp nước không? Nói từ sáng giờ khô mồm lắm. Không có hớp nước. Hai bác ơi. Hai bác cho em hỏi nhà hai bác có cái giọt nước nào không ạ? Suốt từ nãy giờ hai vợ chồng em đẩy 7 cây số liền cái xe này. Xong rồi chồng em đến đây đấy. Này, nói đến một tiếng đồng hồ xùi hết cả bọt mép ra mà chưa có giọt nước nào bác ạ. Hàn hết gió thốc là hàn. Tôi cũng khổ hết cả khổ rồi đấy này. Bác cho chồng em giọt nước. Cô chú yên tâm. Dạ. Hôm nay là khách quý mà. Vâng. Cô chú ấy, tôi đã chuẩn bị rồi. Một thùng nước ngọt và một thùng bia lon uống thỏa mãn. Cả bia. Quá điên rồi. Mày cướp đâu ra một thùng nước ngọt với này bia mà mày mời hả? Mày điên à? Chị nói thế mà cũng tin. Tôi có mấy lon thôi, tôi vay ở từ cái đại lý để tôi để lên trên, ở dưới toàn là vỏ thôi. Ông cho nó uống thoải mái, nó uống không hết một lon đâu, cứ thoải mái đi. Này... Rồi, các cô chú, cứ thoải mái. Nhớ thoải mái uống ăn một thùng nước ngọt và một thùng bia lon thoải mái. Tuyệt vời đó. Tôi quan kiến này. Thôi nhá. Thôi đi giờ thôi mình cứ thôi tạm mà chịu khát một tí đi. Ồ thì cứ phát biểu với việc xong làm xong việc xong rồi. À đúng rồi. Ăn uống xong. Bác ơi bác uống xong. Không cho chồng em nó uống nó ngất ra đây đấy. Thôi cứ phát biểu cho xong làm xong công việc đi. Bây giờ thế này. Ừ. Thế đổi bên đi. Đổi bên. Lại đổi bên à? Mẹ đúng rồi lại đổi. Đổi bên cho nó phong thủy. Vừa đứng bên này cãi nhau xong ông một cười thế. Đây ông phát biểu. Chú Thắng ơi. Kính thưa các cô. Chú Thắng ơi. Cháu ơi. Cháu ơi. Nói rồi thằng này chả có ý thức gì. Ra nhà cô đang có khách. Khổ lắm. 5 phút. Trung ơi. 5 phút. Cháu ơi. Mày mắc màn đấy à? À các cô chú yên tâm, cháu nó hàng xóm ấy mà. Thỉnh thoảng nó chạy qua chạy lại, nó giúp đỡ việc nhà, việc cửa, không có vấn đề gì cả. Đại chúng mình lại bắt đầu tiếp tục. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa toàn thể hai họ, kính thưa các cháu thiếu niên nhi đồng thân mến. Kính... Nó đứng đây nó nhìn cái kia không nói được. Thôi. Thôi. Theo cháu lên dừng lại hết đi nhá. Quá của cháu 15 phút rồi này, bác cởi đồ bác xả cháu đi. Nhưng cười nhảy anh cứ đâu bây giờ người ta đòi cháu cho mới làm nào hả? Làm quá làm cái gì ấy đi. Để cô giáo không được. Thôi, bây giờ Trung ơi, Trung cô bảo con này mới để cô giáo tí. Mày nhớ cô ngày xưa cô dạy con đấy. Cô biết rồi. Ngớm ngày xưa mày học dốt như thế mà cô vẫn cho lên lớp còn gì mấy lớp như thế. Thôi mày vì cô đi. Này 5 phút cho cô 5 phút. Còn có đúng có một cái nghi thức nữa thôi. Thế đấy thì là xong nhá. Yên tâm. Nhìn cái gì cháu? Hả? Muộn nửa tiếng rồi cởi ra. Nhanh cơ kìa. 5 phút. Thôi chết thật. Năm phút nữa thôi. Thôi đuổi chứ cháu không chịu nữa đâu. Thôi, không cởi cháu tự cởi. Mày làm gì mà mày quá đáng. Để cháu tự cởi cho bây giờ. Để bác tự cởi. Mượn à thì có phải ấy đâu. Nhà cô đang có khách. Thôi bác giả cháu cái mũ đây. Ôi giời ơi. Ôi ba bây giờ người ta dồn, người ta đập cháu ấy. Cái gì này? Cái quần nâu của bác. Quan ơi, quần nâu của bác. Ôi Trung ơi, học sinh của cô đấy. Thôi, cười cái gì? Giả cháu. Mày luôn. Vì dựa bây giờ. Mày biết nó ta thế nào? Này,
cái quần kia tự cởi trong cởi. Thôi, tự cởi trong cởi. Đây là chú cởi. Này, thằng này mày vừa phải đấy nhá, mày đừng để tao điên lên nhá, xin lỗi mày. Cháu cũng không biết ăn nói với người ta thế nào đâu, cháu không biết đâu. Mày cuộc đời này tao chưa biết sợ nhá. Ôi giời. Trong cởi hết đi này. Tầm này rồi. Còn cái áo đấy. Đây, tao cởi nốt đi. Cái bao tải của cháu đâu? Đây. Bao tải không kia kìa. Nó bị quá đáng vừa rồi đấy mày. Nhục nhã chưa? Không kìa. Ôi trời ơi. Mẹ mày mày lom dom quá đấy. Ôi trời ơi, chú Trắng ơi. Cái gì? Chú thuê xe của cháu chú đi thế nào dụng bố là bố rồi thế này. À. Không phải tại chú đâu. Ôi trời. Khổ quá. Cái này ấy là đang đi dọc đường thì tự nó rơi ra. Tự nó rơi? Ừ. Hay là cô chú đi báo bốc đầu nó mới rơi ra? Làm gì có chuyện chú đi bốc đầu. Trời ơi, giả như bọn tao thì còn đi báo cái gì? Không nói nhiều nữa nha. Tôi đã bảo với ông này. Rồi nhá. Lần ôi sau ấy tìm cái thằng nào mà thuê. Cái thằng mặt như chó Nhật thế này đừng có thuê. Này, cháu nói với cô luôn nhá. Cháu bảo từ đầu là thuê hẳn 4 tiếng đi. Ôi trời ơi, tao chỉ 2 tiếng thôi. Tại bà. Cái gì? Cứ tiết kiệm mà. Tôi bảo thuê 4 tiếng. Cái tiền thuê xe này nhá, tính riêng nhá. Còn hôm nay cháu đi gắn bô hết bao tiền nhá, tối sang giả cháu nhá. Ôi trời ơi. Thôi chú ơi, con ơi, thôi con nể cô. Không nể được bây giờ, không ai nể con cả. Bây giờ người ta dồn người ta đòi con rồi. Con ơi. Anh nhục chưa rồi. Đấy, vứt cả cái bao tải của người ta đi. Này, 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 này. Thầy giả mẹ mày đốt này, còn cái này này. Mẹ mày, may hôm nay là ông còn... Cái này của tao mày. Ừ, đừng quên mày. Mày. Thôi con đừng bắt đền tôi chú. Ôi giời ơi chú ơi. Cái gì? Chú đi thế là mà xịt cả lông. Ôi trời. Này đã, này cái thằng thầy mày. Đã nghèo nhá. Này. Thì lần sau đừng có mà xí. Xin chào và không hẹn gặp lại. Mẹ. Ôi giời ơi. Nhục quá bà. Quá nhục. Mày mặc bốn cái quần của cái chuồng. Có nản. Gia đình tôi không muốn như thế này đâu. Chẳng qua là cũng vì sợ không môn đăng hộ đối với gia đình nhà hai bác, đâm ra nó vi nhục nhã thế này. Tôi xấu hổ lắm. Trời ơi. Ôi trời ơi. Cô. Dạ. Lòng vả cũng như lòng sung thôi. Chính ra là vợ chồng chúng tôi mới là sợ mất mặt với các cô chú, sợ không có môn đăng hộ đối. Cho nên đây cô xem này, gớm tôi từng này tuổi rồi, cán bộ đây này, tự nhiên lại làm nàng Bạch Tuyết, giống mày chú lùn thế này. Cô nhìn ông nhà tôi xem. Nếu biết thế này, thì lẽ ra chúng mình có thế nào cứ sống như thế, vâng. Còn dễ hơn phải không cô? Vâng. Thôi, cô ạ, hai gia đình chúng ta đều nghèo, nhưng cũng vẫn là môn đăng hộ đối đấy cô ạ. À. Bởi vì chúng ta thương con, thương nhau. Phải không cô? Phải không? Ông ơi! Ông nói đi. Tất cả bố mẹ đều thương các con, đều làm tất cả những gì vì con. Cha mẹ sớm nắng chiều sương, gian nan vất vả nương trường vì các con. Đúng thế ông ạ. Bố mẹ chiều hôm sớm nắng, gian nan vất vả vì con chiều hôm. Ôi giời ơi, mẹ mày làm thế hả? Mẹ cái thơ của người ta. Ôi trời ơi, cô chú ơi, này mình ơi, thật ra hôm nay hai nhà gặp nhau là vui, vâng nhá, Tết đến nơi rồi, ông này cũng dễ chính, các con nhà mình.
cũng sắp làm đám cưới rồi, mình phải vui. Vâng. Chú này được cái thơ hay ghê. Đúng là tôi rất hay làm thơ. Này, ở đây ăn với chúng tôi bữa cơm nhá. Vâng. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Mình hiểu cho nhau là được đúng không? Vâng. Nhá. Dạ vâng ạ. Tất cả chúng mình là môn đăng hộ đối. Cả là vì con. Đã nghèo nhưng sao cứ có cho giống như chúng ta sang giàu. Cũng vì đó con thua kém, không thấy sang lúc đi làm dâu. Áo quần kia ta đây cũng mượn, cái đài kia ta đây cũng mượn. Chỉ quần trong với áo trong là của ta. Rượu bia xe máy ta cũng đi mượn, đi mượn. Lọ hoa chân nến ta cũng đi mượn, đi mượn. Như nhà Tây trông thật sang, giàu sang chưa tới nên mới đi mượn. Nhìn trông ngoài thế nhưng cũng thấy ngượng, cứ loài đó khinh mình nghèo. Áo quần em thuê to quá, khi khoác lên nó không có vừa. Lấy tạm máy ô cua bác, nhưng tối qua bác đã giặt chưa? Mới giặt xong phơi thơm nắng giòn, bác mặc đi trong kia em vẫn còn. Còn bà Phương, cái áo tôi có vừa không? Phương, Phương đâu? Phương! Dù tôi gầy mo nhưng thấy vẫn vừa, tựa như mày cắt không thiếu không thừa, nên đẹp luôn, trông hợp ghê. Rồi đây ra Tết chúng nó cưới rồi, nhà trai nhà gái biết hết nhau rồi, cưới nhau về chắc là đẹp rồi. Đẹp luôn. Rồi đây ra Tết chúng nó cưới rồi, nhà trai nhà gái biết hết nhau rồi, cưới nhau về chắc là đẹp rồi. Hết rồi. Một lần nữa, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Vân Dung, Quang Thắng, Trung Duẩy xin gửi tới tất cả quý vị những khán giả thân yêu của chương trình Xuân Phát Tài một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, và mà gửi tới một lời chào sum họp chúc mai một nhà. Stress, rượu bia thức khuya nhiều làm tăng tích axit gây loét dạ dày tá tràng. Nhưng đã có Yumachel thành phần amargat 1g giúp trung hòa axit bao phủ niêm mạc dạ dày. Yumachel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày. Không dùng Yumachel cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Fukudan Nozomi chiết xuất 100% tảo nâu mô dư cự giúp phòng ngừa ung thư, hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch cho người trong và sau quá trình hóa xạ trị, hạn chế tối đa tác dụng phụ của hóa chất. Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần quốc tế Nozomi Japan. Hotline 1800 6510, website fukudannozomi.vn. Fukudan Nozomi, đồng hành cùng cuộc chiến chống ung thư của bạn. Hơn một thập kỷ tỏa sáng và thành công vang dội, sản phẩm áo mưa Sơn Thủy luôn được khách hàng đặc biệt tín nhiệm và tin dùng. Với khẩu hiệu chất lượng là phương châm hành động, áo mưa Sơn Thủy luôn đi đầu trong ngành sản xuất áo mưa cao cấp. Áo mưa Sơn Thủy, chất lượng là phương châm hành động. Nguyên Đình mê mỗi món ăn ngon, yêu từng không gian tiệc.